Hey, hello các bạn. Chào mừng các bạn là Dũng Minh. Mình là Sumo Lab và bên cạnh mình là bạn Khang các bạn không? Chào các bạn, đây là mình đây. Bạn bớt ngáo rồi bạn ha. Thì hôm nay mình và Khang sẽ cùng nhau tới với một buổi tập xô lưng kéo xà. Mình sẽ cùng nhau mình test lại coi chúng ta đang mạnh tới cỡ nào. Thì ở một tháng trước, trong cái clip trước bạn có thể thấy là Khang đang kéo xà với dây trợ lực cộng với cục 8kg. Thì hôm nay Khang sẽ thử với một cái gọi là kỷ lục mới của bản thân, đó là bạn sẽ thử kéo xà với 18kg thử. Ok, thì đây là bài test đầu tiên. Và dĩ nhiên các bạn lưu ý nè, tại vì Khang đã khởi động rồi nha. Trong cái series này mình đã từng làm một clip khởi động trong series rồi, bạn hãy nhớ khởi động trước rồi mình mới qua tập. Tại vì nếu không khởi động mà mình test khả năng tối đa của mình đó, các bạn có thể chấn thương. Không để bạn đợi lâu nữa, mình sẽ cùng nhau tới với bài test đầu tiên. Test sức mạnh ở đầu buổi các bạn. Nhớ nha, cái này bạn làm một tháng một lần thôi. Rồi thì Khang sẽ thử khả năng tối đa của mình qua bài kéo xà 18kg các bạn ha. Nhớ một tháng trước bạn chưa kéo xà được. Bình thường bây giờ bạn thử ra bạn làm mấy cái nha. Vô. Up. Tiếp. Tiếp. Được không? Tiếp. Cầm quá xà. 3. Được không? Đó rồi. Lên. Ok. Thì với khả năng bạn làm 4 cái, tức là 18kg này vẫn còn tương đối nhẹ với bạn các bạn. Tức là bạn có thể kéo được khoảng 20kg. Nếu bạn tập đúng phương pháp thì trong vòng 2 tháng giờ Khang từ bạn chưa kéo xà đúng không? Trong cái ngày đầu tiên mà Khang gặp mình thì bạn hoàn toàn không kéo xà đó bạn. Bây giờ bạn đã hoàn toàn có thể kéo được 4 rep với 18kg trong vòng 2 tháng. Ok. Thì bạn sẽ nghĩ một xíu. Thì bạn các bạn cũng nên nghĩ. Và ok, nếu như bạn không có tạ thì sao? Nếu bạn không có tạ thì bạn có thể test khả năng tối đa của mình bằng cách là bạn sẽ kéo xà chậm ngược các bạn. Mình ví dụ cái này Khang nghĩ Khang sẽ ví dụ cũng được. Ví dụ đối với nhiều bạn thì các bạn chỉ có thể test được, ví dụ như mình sẽ đánh dấu bằng cách là mình ngực chạm vô xà nè, ví dụ như đó, nhiều bạn tới đây đúng không, nhưng mà qua thời gian sẽ quá bạn kéo cao hơn, ok, lên được muối bụng, và nhiều qua thời gian bạn có thể kéo được cao hơn nữa đó, chạm rốn. Và nếu như bạn thật sự khỏe đi thì bạn có thể test khả năng của mình bằng cách là mình có thể kéo gần chạm chim nữa các bạn ha, đúng như vậy. Thì đây là cách test khả năng kéo xà các bạn. Nếu như bạn không có tạ, hãy cố gắng kéo càng cao càng tốt. Như vậy các bạn. Ok. Các bạn chỉ cần làm một cái hoặc hai cái thôi. Tại vì khi mình đánh giá khả năng tối đa của bản thân á, các bạn chỉ làm còn ít rep. Các bạn chỉ cần làm ít rep thôi các bạn kia. Rồi và tiếp theo, trước khi đi vào bài chính thì chúng ta test bài thứ hai. Đó là bài dip. Ở clip trước mình đã nói rồi, nhóm cơ trồi của Khang là nhóm cơ đẩy các bạn ha. Ở clip trước thì Khang dip 14kg. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thử coi Khang dip 32kg các bạn ha. Mình nhắc lại lần nữa, các bạn phải khởi động trước khi tập theo cái series này nhé các bạn. Bởi vì nếu bạn không khởi động thì nó sẽ rất là dễ chấn thương. Không phải lúc nào mình đánh giá bản thân, tức là mục tiêu của việc đánh giá là gì bạn không? Mục tiêu của việc đánh giá này á là để xem mình tiến bộ tới đâu. Để sau cái buổi này nè, mình sẽ xây dựng lại một cái lịch tập phù hợp với số rep, số set, bài tập sao. Thì chúng ta sẽ cùng coi Khang có dip được 32kg không nha. Quan trọng nhất của dip là gì? Tập trung hơi thở. Ok, tức là mình sẽ tập trung vào hơi thở này. Nhớ trùng bài. Và các bạn có thể thấy mặt của Khang bắt đầu hơi tái. Không phải cái này một phần là khi cơ thể mình sắp tập những cái bài mà mức tối đa của cơ thể các bạn, cơ thể mình nó sẽ tự động phản ứng, tim đập nhanh hơn, bạn thấy nó bắt đầu nó hơi mệt xíu, hơi khô họng xíu, hồi hộp một xíu. Thì đây là biểu hiện của việc cơ thể nó thích nghi với cái cường độ tập này. Các bạn hãy cứ dành thời gian hít thở ha. Tiếp, dùng đó, đẩy lên trước, okay. Rồi đi 32kg xuống, đẩy lên được không, lên được không, ok, và tập trung lại cũng hơi nhanh đó. Tiếp lên. Ok, tức là bạn làm được một rep thôi. Thì đây có thể gọi là mức giới hạn tối đa của Khang. Thì sau một tháng bạn đã có thể coi gần như là tăng gấp đôi, hơn gấp đôi trọng lượng tạ đó bạn. Thì đây là mình vừa nói cơ trồi của Khang là giống cơ đẩy. Thế nên bạn tập bài này rất là dễ bạn ha. Rồi, xong em có thể bỏ tạ nghỉ một xíu. Rồi, thì trong lúc Khang nghỉ và các bạn nghỉ thì chúng ta sẽ cùng nhau, mình sẽ nói trước bài tập trong buổi tập hôm nay các bạn. Buổi tập hôm nay là buổi tập kéo
tức là nó sẽ tác động vào những nhóm cơ xô lưng, bắp tay, cổ tay các bạn ha. Và mình đã làm một clip hướng dẫn chia lịch tập kéo xa rồi. Thì Khang ở level của Khang hiện tại á, chúng ta sẽ tập với 3 bài khác nhau. Hôm nay bài của Khang sẽ có là muscle up, front lever và kéo xà với tạ các bạn ha. Thì mỗi bài tập bạn sẽ nghỉ khoảng 2 tới 3 phút. Thì hồi nãy Khang mới deep xong rồi đó. Bây giờ Khang sẽ giãn cơ. Để trong lúc nghỉ mình sẽ dùng cái thời gian nghỉ đó để mình giãn cơ rồi. Giãn cơ mà mình khuyên các bạn cũng nên á. Đó. Đó là bài soạt các bạn. Ok. Soạt này nó có thể áp dụng vào soạt kia cũng được, tùy bạn. Rồi ha, thì bạn chỉ cần mở rộng chân và mình nhấp xuống. Nhấp khoảng 10 cái. Tiêu. Có thể bạn tại vì mình không có quay cái clip hồi đầu khi Khang mới tập bài này, nhưng mà hồi xưa Khang không thể nào làm vậy được các bạn. Mình nhấp 10 giữ 5 giây các bạn ha. Thì giờ các bạn có thể thấy là đầu Khang đã chạm đất các bạn ha. Bạn nhớ tập bài này, chân thẳng. Ok, vẫn còn khá thốn. Thôi. Xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với bài đầu tiên. Tại vì trong cái clip này á, cái series tập một mình này, clip này nó sẽ khá là dài, mà mình muốn nó ngắn nhất có thể. Thế nên là đúng của cái bài này đó bạn, các bạn sẽ tập bài số 1 3 set, rồi mới qua bài số 2, rồi qua bài số 4, rồi qua bài số 3, rồi qua bài số 4. Nhưng mình muốn tiết kiệm thời gian trong clip này á, mình sẽ đi mỗi bài tập một set thôi. Sau đó mình sẽ tới cardio cuối buổi, là cái phần mà Khang thích nhất các bạn. Khang thích tập cardio cuối buổi rồi ha. Rồi đây, bài đầu tiên sẽ là muscle up. Okay. Dĩ nhiên bây giờ Khang chưa được muscle up, mình sẽ sử dụng dây trợ lực để mình đỡ cho bạn. Thôi mình sẽ làm 5 rep các bạn ha. Đây là bài assisted muscle up, tức là muscle up có sự hỗ trợ các bạn ha. Bạn vừa có sự hỗ trợ từ dây trợ lực, vừa có hỗ trợ của mình. Bài này mình nói là đó, khi mà các bạn chia một buổi tập thì cái kỹ năng mà các bạn muốn tập nhất các bạn nên để đầu buổi. Ví dụ như mình đang muốn tập cho Khang muscle up, trong khoảng một tháng nữa là bạn sẽ làm được cái hàng đi, thì bạn sẽ lên để đầu buổi, tức là khi mình còn sung nhất, khi mình còn sung mãn, khi mình còn trẻ khỏe, nhiều năng lượng nhất. Bạn chơi bài này mình chỉ cần làm từ 3 đến 5 rep đúng kỹ thuật là ok, cho cơ thể mình làm quen với cái chuyển động đó các bạn ha. Thôi thì trong lúc Khang nghỉ thì mình sẽ cho bạn tập một bài hỗ trợ cho muscle up. Mình còn cái bài này á thì mình đã làm trong cái clip khớp vai khỏe đó các bạn ha. Bạn cần cầm tạ hoặc là cầm dây trợ lực làm như vậy 15 rep các bạn. Thì cái bài này là bài Cuban rotation. Bài này nó tốt cho khớp vai và nó tập cho các bạn cái lúc bạn quay tay lên các bạn xoay tay á. Thì nếu bạn chưa xem cái clip khớp vai khỏe thì nên xem lại cái clip đó các bạn nha. Okay. 15 lần các bạn. Cái bài này là bài chèn vào giữa buổi để cho cái cơ thể bạn nó vừa được nghỉ nhưng mà nó vẫn tập được những cái bài với cường độ nhẹ như vậy các bạn ha. Ok. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai mà Khang sẽ tập đó cũng là một bài mà nó cũng có cái kỹ năng bạn muốn đạt được, đó là front lever các bạn. Okay. Bây giờ Khang sẽ giữ maximum front lever các bạn. Thì ở cái level của bạn đang tập là sub front lever các bạn ha. Thì mình sẽ làm clip hướng dẫn này sớm thôi, các bạn hãy nhớ đón xem, thì nhớ bấm theo dõi là được. Rồi lên. Rồi mình giữ như vậy maximum nhé bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 thả lỏng cổ, 9 10 1 2 5 con cao lên, 3 4 cao lên xíu nữa, cao lên đi. Ok, thì bạn giữ được khoảng 16 17 giây các bạn ha. Ok. Các bạn hãy tập maximum khả năng của mình. Tùy level nha, các bạn có thể giữ advanced, giữ một chân, stretch đồ vân vân. Rồi, trong lúc Khang nghỉ, mình sẽ giải thích một trong những cái trường hợp mà đa số các bạn rất là hay gặp, đó là vấn đề rạn da. Các bạn có thể thấy là Khang bị rạn da này các bạn ha. Thì rất là nhiều bạn tập mà khi bạn tập á, bạn sẽ có cái vết rạn giống như vậy. Thì nhiều bạn hỏi là cái vết rạn da này nó có để lại hậu quả hay không? Không các bạn. Thì ở thời gian đầu nó sẽ hơi đỏ như vậy thôi. Thì qua thời gian nó sẽ mờ dần các bạn ha. Qua thời gian nó sẽ mờ dần. Cái này mình gọi là bị phong ấn của Orochimaru các bạn. Nó sẽ mờ dần các bạn nha. Thôi.
thì trong lúc nghỉ chúng ta sẽ cùng nhau tới bài giảng cơ tiếp theo. Và các bạn nhớ nè, tất cả những bài tập ở trong cái clip này đều là bài tập sức mạnh đó các bạn. Thì bài tập sức mạnh mình nhắc lại ba cái nguyên tắc khi bạn tập sức mạnh á, các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất, bạn phải tập cái mức mà nặng nhất với hoặc là cái bài mà nó thuộc cái level nặng nhất của bạn, nó phải ở cái level nặng nhất, nhớ nha. Thứ hai, bạn tập cái mức tạ nặng nhất trong trạng thái cơ thể nó phải gọi là dồi dào năng lượng nhất, nó phải sung mãn nhất. Thì cái này nó đòi hỏi các bạn phải cần phải nghỉ nhiều, các bạn cần phải được nghỉ từ 3 phút hoặc là 4 phút hoặc là 5 phút. Ví dụ như khi mà khang giãn cơ như vậy á, là phần trên được nghỉ ngơi nè, nó phải bạn sẽ nghỉ khoảng 2-3 phút lận. Và cuối cùng, điều thứ ba đó là chúng ta phải tập luyện với sự kiên trì các bạn, tức là nó phải có mang tính thường xuyên, một tuần có thể là từ 2-3 buổi như vậy. Và bây giờ bạn sẽ tới với bài tập thứ ba, đó là bài kéo xà với tạ. Thì sau khi bạn đã tập hai bài có kỹ năng các bạn, bài tập skill lever với mình sẽ đúng không, thì bài thứ ba này là bài phải nói là bài cốt yếu và quan trọng nhất của mỗi kiểu bài tập. Ví dụ như ở bài chân thì cái bài mà cực kỳ quan trọng không bao giờ thể bỏ được đó là bài squat, ở bài đẩy đó là bài dip, và ở bài kéo thì đó chính là kéo xà. Ở đây mình có tạ cho nên mình sẽ cho Khang tập kéo xà tạ các bạn ha. Nếu bạn không có tạ thì bạn kéo xà chạm ngực okay. Và số rep các bạn cần tập nó chỉ dao động trong khoảng từ 4-5 hoặc là 6 rep thôi, số rep rất là ít, thời gian nghỉ từ 3 phút trở lên. Do đặc thù của clip này là series tập một mình, thế nên khi bạn đi hết một round này rồi thì bạn hãy làm thêm 2 round nữa nha các bạn. Các bạn phải làm thêm 2 lần đúng vậy nữa, và sau đó chúng ta mới tới cardio cuối buổi. Việc bạn tập cardio cuối buổi tùy thuộc vào mục tiêu của bạn thôi, bạn thích thì bạn tập, nhưng mà đối với Khang thì Khang thích ăn hành các bạn. Khang có một sở thích là thích ăn hành, thế nên Khang sẽ tập cardio cuối buổi sau khi tập những cái bài chính này xong bạn ha. Bài tiếp theo của bạn sẽ là kéo xà với 14 kg. Bạn có thể kéo chin up hoặc pull up đều được, thì mình hay để Khang kéo pull up chin up các bạn ha. Em muốn thử pull được đâu, thử pull đi, thử pull là không nổi đâu. Yeah, tập trung xin tiếp tục up one quá ta chưa. Pull up nó sẽ khó hơn chin up các bạn, tại vì cẳng tay của bạn lúc này nó chưa khỏe bằng cái cẳng tay chỗ này, nên mình cho bạn kéo chin up lại các bạn nha. Cầm quá ta rồi nữa nào, ok good, một hai up rồi giữ đây, giữ. Ở rep cuối bạn sẽ giữ khoảng 5 giây các bạn ha. 4 3 2 đúng chọn. Ok, rồi. Trước khi mình cho Khang đi vào cardio cuối buổi thì mình sẽ thêm một bài nữa, thì bài này là bài chân các bạn. Bài này tại vì ở trong buổi tập kéo các bạn, nó không chỉ có kéo xà, mà đối với phần chân thì nó sẽ có một bài gọi là bài hamstring raise, cũng là bài kéo các bạn. Nếu như squat, squat là đẩy thì cái bài này sẽ là bài kéo. Bài này nó sẽ tác động cực kỳ tốt câu đuổi sâu nhé bạn ha. Thì bài này rất là khó, thì mình sẽ hỗ trợ mình cầm cho cầm tay của bạn ấy. Ok, mình sẽ làm mỗi bên 10 ok. 1, 2, xuống còn vai 1, tiếp 2, tiếp up 3, tiếp 2, 4 5, tiếp 6, tiếp 7, tiếp 8, đơn. Bài này nếu như bạn không có cái cây xà thấp này, bạn có thể tập deadlift cũng được các bạn ha. 20 rep. Rồi. Chỉ có riêng bài này là mình tập nhiều rep thôi. 4 kéo về đi. 5 tiếp. 6 tiếp. 7 tiếp. 8 tiếp. 9 cái nữa. Lên. Ok. Đó. Thì cái bài này sau này khi bạn tập quen á thì bạn có thể làm giống vậy. Nãy giờ Khang rồi thì mình sẽ ngựa bài, mình biểu diễn mình ngựa tí. Khi mà bạn tập ngon nữa bạn thì cái bài này bạn sẽ làm được giống như vậy, sẽ làm được giống vậy các bạn. Ok, nên là yeah. Đó, nó sẽ giống vậy nè, giống vậy. Ok, bạn lên lại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài tập này ở những clip sau. Có rất là nhiều clip mình muốn hướng dẫn cho các bạn mà bạn vẫn bấm theo dõi thôi, và bạn vẫn tập theo thôi, thấy khác biệt liền thôi. Và nếu bạn muốn xem Khang thay đổi thế nào thì giờ đây là Khang của hiện tại, và Khang
là thời điểm mới tập đấy bạn, mặt ngáo còn láo nữa bạn. Đây là 2 tháng đóng mở rồi. Thôi thì Khang đã kết thúc cái bài chính, các bạn nhớ nè, bạn tập bài chính thì hiện tại nó chỉ mất khoảng 15 phút thôi, quay lại 2 lần nữa nó sẽ mất khoảng 60 phút của các bạn, và bạn có thể kết thúc buổi tập ngày ở đây, hoặc bạn có thể theo dõi tiếp cái phần tiếp theo, đó là cardio cường độ cao của Khang ha. Cách tập của những bài tập này, tập liên tục không nghỉ các bạn ha, bạn hãy chỉ cần tập cái set này á 2-3 lần là xong. Một set này trung bình nó sẽ mất khoảng 2 phút của các bạn, 2 phút à, nhưng mà 2 phút này phải nói là đốt cực kỳ năng lượng các bạn. Đây là cardio cường độ cao, nó sẽ đốt rất nhiều năng lượng trong một thời gian cực kỳ ngắn và nó sẽ rất là mệt. Thôi đầu tiên mình sẽ kéo xa, cái xa này nó sẽ dao động từ 5-8 rep thì mình sẽ yêu cầu Khang kéo 8 rep. Ok, 3-2-go kéo. Rồi, sau đó bạn sẽ nhảy lên dip 10 các bạn ha. Thì cái bài nhảy lên này nó thuộc cái bộ trợ chậm mới được, và dip ngang này nó cũng bộ trợ mới được luôn. Mình tới phía trước. Bạn sẽ đá 15 cái các bạn ha. Như bạn hỏi là mình đang đánh, như bạn hỏi là khi mình tập mình đấm bụng nó có tác dụng không, cũng có các bạn, nó giúp cái bụng các bạn nó trâu gió hơn, nhưng nếu bạn chưa quen á thì bạn sẽ bị đói, bạn sẽ dễ bị tiêu chảy nếu như bạn tập chưa quen các bạn nha. Thấy rồi, 8 thôi, 10 thôi, 9 thôi, 10 giữ thôi. Thì như bạn hãy tập vậy nè, rồi gồng lại để tắm nha, thì nó sẽ rất là dễ đau bụng các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Ok rồi, chút squat, thôi chút squat 10 nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Tác dụng của bài tập này không có gì khác ngoài là việc đẩy tim mạch càng cao hơn cho bạn mau mệt các bạn. Rồi, và bài cuối cùng là hít thở cổ tay các bạn nhé. Hít thở cổ tay mình chưa bao giờ mình chỉ Khang tập cả, nghĩa là Khang sẽ làm khi bạn hít được 32 kg dưới đất cổ tay, không có là vấn đề, nhớ cách tiếp đất thôi, nhưng mà nhớ cách tiếp đất nhẹ đi. Thôi 10 thở cổ tay nhé mọi người, go. Thấp xuống 3 nè, 4 5 6 7 8 9. Ok, good. Rồi thì Khang thử kiếm xíu, đó là 1 round bạn, Khang làm thêm 1 round nữa. Thì mình không biết sao nhưng mà đa số các bạn khi mà được lên clip á tập khỏe hơn rất là nhiều các bạn. Bình thường khi mà Khang tập với mình không có clip á thì Khang rất là than thở, nhưng mà ok lần này không có than, tại vì mình biết là được lên clip. Ok, lên clip vui quá. Nhưng mà ở set 2 thì bạn chắc chắn bạn sẽ toàn các bạn ha. Rồi bạn sẽ nghỉ thêm được khoảng 30 giây nữa, các bạn cũng sẽ được nghỉ khoảng 30 giây nữa, và anh nghĩ theo Khang và cố gắng, nếu Khang tập thì bạn tập, và nếu bạn thấy mệt quá bạn bấm dừng cái clip này xíu, ăn gian xíu bấm dừng lại cho Khang nghỉ xíu nha. Yeah. Đó mình vô tập tiếp. Nếu bạn không có chỗ để dip ngang bạn hãy cứ hít đất chỗ tay thay mình. Ok nha. Rồi 15 giây nữa. Rồi giờ mình lên dĩa này thôi. Rồi tiếp tục sẽ là 8 kiến xà các bạn nghe. Sao cảm giác 8? Nói với các bạn không? Ừ, đây là clip dành cho những bạn tập một mình, cho nên các bạn hãy ráng kêu Khang. Thôi, bán xa, đi. 1, 2, 3. Không qua tay đi. Mệt đó bạn. 3, tiếp. 4, tiếp. 5, tiếp. Nếu như bạn mệt thì ok, bạn không cần quá khắc khe cái phần form của bạn, bạn kéo được. Cầm và gần qua xà rồi. Tại vì mục tiêu của mình đang là đốt nhiều năng lượng hết mức có thể, chứ không phải tập đúng form các bạn ha. Tiếp. Nhưng nếu tập đúng form thì tốt. 10 tiếp, 10. Nhảy. Rồi, vậy có thể chạy nha.
Đó sẽ là 10 đá bụng các bạn. Bình thường tập 2 bài là ngáo rồi, nhưng mà đúng là khi lên lift thì sức mạnh tăng gấp đôi các bạn. Dùng giống như khi bạn tập mà có crush nhìn mình vậy, sức mạnh tăng gấp đôi các bạn ha. Nếu bạn thấy bạn muốn cổ vũ cho like cho fan thì hãy bấm like hàng cái. Càng nhiều like, subscribe. Thì càng nhiều like thì càng khỏe. Vô. One, two, and pop. Ok. Thì rất là nhiều bạn thích cái kiểu tập này các bạn. Nhưng mà ok, bạn thích thì bạn có thể lên thử. Thôi, 10 chân squat. Ơi. Yo. Jump. Nếu như bạn chưa biết á, ở cái buổi đầu tiên mà Khang tập với mình á, Khang nhảy 5 jump squat không tạ các bạn, 4 hiệp. Là hỏi rồi các bạn, bây giờ khỏe không ạ? Rồi, 10 cái thích vào đây để kết thúc bài nè. Cố lên, xong thì thở, nhớ siết bụng lại, tiếp đất nhẹ nhàng, thở đều. 1 tiếp đất luôn, nưỡng thường lại. 3 4 5 6 tiếp, cố lên, 6 7 8 đó lên, ok, good. Các bạn thấy không? Khang đã hoàn thành xong cái set tập. Phải nói là cardio cuối buổi khá là căng các bạn, với 5 bài phối hợp liên tục mà. Đó là cái buổi tập của Khang. Và mình hy vọng là bạn cũng sẽ theo được ít nhất là 70%, 80%, thậm chí 200% so với Khang đó các bạn ha. Không có gì muốn nói với bạn không? Giờ. Ok, thì hiện tại Khang là bị ngáo và không có nào nói được nữa. Thì đó là tất cả những gì mà mình mình và Khang muốn chia sẻ với bạn trong cái clip tập một mình cho buổi tập sau lưng kéo xa này. Nếu trong quá trình tập luyện bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment trực tiếp ở phía dưới clip hoặc inbox cho mình qua fanpage Làm Hậu Quốc Cao, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và truyền hướng cho người khác. Hẹn lại các bạn ở những bài hành tiếp theo. Cảm ơn các bạn.